anh đã xảy ra tai nạn như thế nào và cái những cái sự khó khăn lúc đó anh chưa có thành gia lập thất, thì người bên cạnh đương nhiên sẽ là người mẹ của mình. Và Việt Hương muốn là anh nói vài lời với mẹ. Anh xuống dưới với mẹ nha, đi về. Tất cả khán giả cũng đây ở đây cũng muốn biết là tại sao anh lại xảy ra cái tai nạn này và hôm nay anh lại mong muốn nói vài lời với mẹ. Anh nói đi anh Mực. Dạ, lúc xưa thì em còn trẻ, tuổi trẻ, em bồng bột. Thì em cũng nói chung là em cũng có quen một người bạn gái mà cha mẹ ngăn cản không cho mình. Lúc đó là em còn dưới 20 tuổi, em suy nghĩ chưa kịp. Thì bây giờ em mới là bị xảy ra sự cố như vậy, em rất là hối hận, buồn quá. Dù em tính đem đến con đường của mình là chết, nên cũng may mắn có anh hàng xóm cũng kịp thời cứu em. Ngày hôm nay em đứng em nói ra là những lời các bạn trẻ cũng đừng có nên mà suy nghĩ bồng bột như mình quá. Nếu có làm những gì mình cũng mong các bạn suy nghĩ kỹ dù sẽ làm. Rồi cuối cùng là em ngày hôm nay em đứng trước mặt của mẹ em cũng là thật là xin lỗi với mẹ, là con cũng làm cho mẹ buồn mẹ khổ cũng vì bản thân của mình. Nói với mẹ nhìn đâu nhớ nhớ nói mẹ đó. Mẹ nhìn thẳng mặt mẹ nói mẹ cũng xin lỗi mẹ. Cha mẹ mình cho mình cái thân xác rất là đẹp như vậy thì chỉ có một giây phút bồng bột, có thể tình yêu lúc đó nó sẽ vượt hơn hết tất cả lý trí và suy nghĩ của mình, thì mình quên đi cái ơn nghĩa sanh thành của cha mẹ. Và đến lúc mà xảy ra cái tai nạn này thì mẹ cũng đã lo cho anh. Ôm mẹ đi, mẹ có một mẹ à, cha cũng có một cha à. Nghe nói vô tai mẹ, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Dạ. Ừ. Và đây là chương trình Cơ hội đổi đời giúp cho anh bước qua một trang mới đó quý vị ha. Ngoài thay đổi về kinh tế mà hôm nay cũng là cái lời đầu tiên tới tất cả bao nhiêu người chứng kiến để anh xin lỗi mẹ anh ha, thay đổi luôn cả về tâm lý và cuộc sống. Việt Hương mong là sau chương trình Cơ hội đổi đời bớt được cái gánh nặng. 45 triệu có thể đối với mọi người không là vấn đề, nhưng đối với gia đình anh nó 12 năm nay là vấn đề. Cứ suy nghĩ đến số tiền đó thì hôm nay chúng ta đổi đời, trả được nợ. Mẹ đối với mình vẫn là một cái người số 1, lo cho con lúc mà nó niên thiếu mới có mười mấy 20 hả mẹ. Rồi xong rồi con tới ngày 20 mấy tuổi lấy được vợ, sanh ba đứa con, dù gì mình cũng phải dòm ngó ha mẹ ha. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Đối với Hương á, quý vị không có thấy quý, nhưng đối với Hương thì rất là quý, tại Hương không còn mẹ. Có thể mẹ Hương hy sinh cho Hương rất là nhiều, nhưng mà để nói một cái câu lời xin lỗi quá muộn. Hãy nhớ khi có lỗi, cha mẹ mình chỉ có một. Quay qua xin lỗi một cái câu, bỏ cái tự trọng của mình xuống, bỏ cái con người mình xuống. Mình là do mẹ đẻ ra, cho nên có gì cứ quay lại một câu của mình thôi, nó bằng ngàn ly thuốc bổ đối với cha mẹ của mình. Cho nên không bao giờ là trễ nha quý vị. Bất kể mình làm cái gì, mình cảm thấy không đúng và không đẹp, cứ quay lại nói với mẹ con xin lỗi, không cần phải đợi. Và tới ngày hôm nay, tới cái chương trình Cơ hội đổi đời, thì hôm nay ngày hôm nay anh nói cái câu ra xin lỗi thì Việt Hương rất là vui. Vì Việt Hương nghĩ là anh đã làm được cái điều đó, và tối hôm nay chắc là mẹ ngủ sẽ rất là ngon sau bao nhiêu năm.